Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Lộc Suzuki. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft 1.14 nha các bạn. Và trước khi bắt đầu công việc ngày hôm nay thì mình sẽ sửa lại dụng cụ của mình cái đã. Cái xẻng của mình á, giờ nó hỏng mất tiêu rồi. Và bây giờ mình sẽ làm một cái xẻng kim cương mới để enchant lên. Và nếu cái dòng nó không được tốt á, thì mình sẽ ép thẳng vào cái cây xẻng của mình hiện tại luôn nha. Rồi mình sẽ lấy thêm Luli nè, cho vào bàn enchant. Mà quên, chưa chế tạo nữa. Đây, chế tạo một cây xẻng. Ta-da, và enchant lên một cái. Ồ, hiệu suất 4 luôn. Cây xẻng của mình hiện tại cũng đang hiệu suất 4 nè. Mình có thể ép hai cây xẻng này lại với nhau để cho nó lên hiệu suất 5 luôn. Boom. Wow, có đúng cái hiệu suất à. Chắc mình sẽ ép vào cái xẻng của mình luôn á, hai cây xẻng lại với nhau. Vậy là mình đã có được một cây xẻng hiệu suất 5 rồi. Và cái rìu cũng hiệu suất 5 nè. Cúp cũng hiệu suất 5 luôn. Vậy là hầu hết các dụng cụ của mình á đang là hiệu suất 5 hết luôn rồi. Rồi giờ mình sẽ ép hai cây này lại. Như vậy đi cho nó rẻ nha. Hiệu suất 5 mềm mại và chậm móng 3. Đó, vậy là mình có thể tiếp tục sử dụng cái cây xẻng của mình rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc ngày hôm nay là làm một cái đường ray á, để có thể bao quanh được cái khu vực này này. Mình muốn ngồi lên một cái đường ray nào đó và di chuyển hết trong cái map của mình luôn ấy. Và cái khu vực đó thì mình sẽ làm ở phía sau ngôi làng nha. Nhưng mà đường ray nào cũng vậy, cũng có cái giống như là cái bến để đợi vậy đó. Mình sẽ làm cái bến đợi trước nha, rồi sau đó mình mới làm cái đường ray. Và mình cũng đã dọn được một khu đất nho nhỏ ở đây rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu xây luôn nha. Vật liệu xây thì chủ yếu mình dùng đá andesite này và một ít cái đá nhẵn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ cách cái bức tường này chắc là 2 ô đi. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu 3 ô luôn, cách 3 ô. Và sau đó mình sẽ bắt đầu đặt 1, 2, 3, 4 và 5 ô. Mình sẽ đặt ra 5 ô nha. 5 ô gì là ở đây còn cái đường ray nè. Cũng ổn. Rồi sau đó mình sẽ kéo dài về phía bên trái là khoảng 1, 2, 3, một cái trụ nè. 1, 2, 3, một cái trụ. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu chia lại từ từ. Ở đây mình sẽ có 3 ô để làm một cái cầu thang á. Mình không có bàn chế tạo. Mình không có mang theo bàn chế tạo nữa. Để mình lấy cái bàn chế tạo cái đã. Để mình có thể chế tạo được ít cái cầu thang bằng đá nhẵn ấy. Đây, bàn chế tạo đây nè. Rồi giờ mình sẽ chế tạo ít cái cầu thang bằng đá nhẵn và đi ra ngoài để đặt vào thôi. Tại vì đó là cái chỗ để đi lên đi xuống đường ray ấy. Đây, mình sẽ đặt chỗ đó ngay tại vị trí này. Kế tiếp sẽ là một cái trụ nè. Và bên đây là cái hàng ghế ngồi. Cái này thì ốp lại bình thường thôi. Còn bên trong thì mình sẽ ốp lại bằng đá nha. Đó, vậy là chúng ta đã xong cái phần sàn rồi. Kế tiếp thì mình sẽ làm cái phần trụ cũng như là phần mái cho khu vực này. Phần trụ thì mình sẽ sử dụng tường tường đá cuội này. Đó, mình sẽ đặt ở 4 góc này trước. Sau đó sẽ đặt ở chính giữa thêm 2 trụ nữa. Và kế tiếp thì mình sẽ đặt thêm vào đó là hàng rào gỗ sồi nha. Đây, đặt hàng rào gỗ sồi lên như thế này. Và hàng rào gỗ sồi thì mình sẽ kéo nó lên thêm 2 ô nữa nha. Nè, 1 ô nè, 1 ô, 1 ô, 1 ô. Và ở bên đây nữa, 1 hay 2 ta? Chắc một ô thôi các bạn ơi. 2 ô thì nó hơi cao á. Rồi kế tiếp mình sẽ đặt lại là một cái tường đá cuội nha. Ở đây cũng như là ở bên đây nữa là xong cái phần trụ rồi. Bây giờ công việc còn lại của mình là làm phần mái cho cái khu vực này thôi. Để mình nhìn coi có ổn chưa. Hình như nó hơi bé thì phải. Nhưng mà không sao đâu, kệ, bé bé cũng được. Rồi, nhưng mà bây giờ mình cũng có thể đặt vào những cái ghế rồi đó. Đây, mình sẽ đặt ở đây là hai hàng ghế đi. Hai hay ba ta? Không được, hai hàng ghế thôi. Ba hàng ghế thì nó sẽ không có không gian để đi ra bên ngoài. Rồi, giờ mình sẽ leo lên để làm phần mái nha. Mình sẽ leo lên. Và phần mái thì mình sẽ kết hợp giữa cái gỗ sồi sẫm này và gỗ sồi nha. Lên thêm một lần nữa. Đặt ở trên cái tường đá một cái slab gỗ sồi sẫm trước. Như vậy. Và ở bên đây nữa. Kế tiếp thì mình sẽ đặt vào bên trong một slab, đặt lên thêm và như thế này. Đó, như vậy thì chúng ta đã có được một cái phần viền của mái rồi. Mà chắc mình sẽ đi vào bên trong kho để lấy một ít cái lá, tại vì mình muốn trang trí thêm bằng lá ấy. Ui, mình chưa mặc cánh. Chưa mặc cánh và đồ bay. Rồi, bay vào trong kho nào. Đó, mình sẽ đi lấy một ít cái lá nha. Đồng thời mình sẽ lấy ra thêm khung vật phẩm nữa. Mình chỉ mới có 7 cái khung vật phẩm thôi. Lá, mình sẽ sử dụng lá gì đây ta? Lá sồi á. Ok, chắc sử dụng lá sồi cũng được. Và lấy thêm một ít da bò nè để làm thêm hai cái khung vật phẩm nữa là được rồi. Hai cái như thế này.
Rồi sau đó mình sẽ trả lại mấy cái này vô trong rương đi để sắp tới còn dùng nữa. Rồi bay ra bên ngoài và tiếp tục cái khâu trang trí thôi. Ở đây á, thì mình muốn gắn vào những cái bản đồ. Đây mình sẽ làm một cái bức tường để gắn bản đồ vào nhá. Lên đây và lên trên đây nữa. Đó, như vậy thì khá là cao rồi. Kế tiếp thì mình sẽ gắn vào đây á, là chín cái khung vật phẩm nhá. Chín cái. Chắc mình phải lên thêm một xíu nữa rồi. Lên tới trên đây luôn và ốp lại bằng slab. Đó, ở đây thì mình có thể gắn vào chính cái khung vật phẩm và treo cái map giống như mà mình làm ở hôm trước vậy đó. Đó. Và ở trên máy thì mình sẽ ở đây mình có thể gắn thêm một cái slab nè. Ở đây cũng như là ở phía sau và gắn ở phía trên nóc á, là một cái đèn lồng để thắp sáng ấy các bạn. Kế tiếp thì mình sẽ gắn vào đây là những cái lá để cho trang trí ở bên ngoài nhá. Và ở bên đây nữa như thế này. Nó vậy là xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào trong á, để chúng ta kiểu như là lấy thêm bản đồ nhá. Ở phiên bản mới này nó có cái khối để giúp chúng ta làm việc với mấy cái bản đồ dễ dàng hơn. Để mình vào trong nhà để mình lấy mấy cái bản đồ của mình trước cái đã. Lấy ra mình có 9 cái lận. Không biết có đủ không gian để chứa không nữa. Lấy ra hết. Hôm bữa mình có gắn nhầm hai cái ở đây nè, nhưng mà mình đã sửa lại rồi. Rồi bây giờ thì vào trong nhà và lấy cái khối bản đồ ra và làm việc thôi. Cái khối đó mình để trong nhà lúc trước mình chưa có biết dùng. Rồi đây nè, đây cái khối làm bản đồ nè, bàn vẽ bản đồ. Mình sẽ hình như mình cần, ô mình cần bản đồ trống, cần bản đồ trống hay giấy ta. Đây mình có giấy nè, không biết hy vọng là dùng giấy đi. À đúng rồi, dùng giấy các bạn ơi. Cái này dùng giấy, dùng giấy. Để coi nào, cái này là ID là thăng 36 gì làm cái. Ủa? Ui. Ủa đâu mất tiêu rồi, cái tấm mình mới làm mất tiêu rồi. Ủa cái này nè. Sai rồi. Bây giờ mình muốn copy copy cái bản đồ này làm sao ta? Tại vì mình muốn sao chép nó ra thêm một cái nữa ấy các bạn. Hay là mình phải lấy được một cái bản đồ trống ta? Chưa chưa chưa, để mình vào trong kho mình làm một cái bản đồ trống coi. Bây giờ mình muốn là copy nó ra nhưng mà mình làm sai mất tiêu rồi. Để coi bản đồ trống hình như làm như vậy đúng không? À, cho giấy hết nè. Như là bản đồ này bắt buộc phải có cái la bàn rồi. Mình còn sắt không cái đã. À đây đây còn sắt đây. Đó mình sẽ làm một cái la bàn nè. Cho redstone vào. Úp. Và sau đó sẽ làm được một cái bản đồ trống như vậy. Đó, để mình qua bển mình thử coi. Tại vì mình muốn copy nó ra rồi gắn vào bên cái chỗ bến bến đợi đường ray á, thì nó sẽ ok hơn, chứ giờ mình không muốn là phải tự làm lại mới ấy. Ủa này là sao? Cái này là gộp hai cái lại hả? Ồ có nào mình làm sai không ta? Mình sợ mình làm sai lắm luôn á. Làm sai là xong luôn. Đâu cái bản đồ chính giữa đâu ta? Cái này hình như là cái ở trung tâm thì phải. Cái nào là cái ở trung tâm mình cũng không biết nữa. Ok chắc bây giờ mình sẽ ngủ một cái đi và mình sẽ chịu khó làm lại tất cả các bản đồ này luôn, chứ bây giờ mình không biết cách copy ra rồi. Các bạn nào mà biết cách copy bản đồ ấy, thì đừng quên chỉ mình ở dưới phòng bình luận nha. Rồi giờ mình sẽ ngủ một cái rồi. Sáng dậy chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái bản đồ đó thôi. Mình đã làm xong lại được những cái bản đồ rồi, bây giờ mình sẽ gắn lại cái mấy cái bản đồ cũ vào trong cái khung vật phẩm trong nhà kho nha. Đây gắn lại hết luôn đó, gắn vào đây và gắn vào bên đây. Đó mình đã có được chín cái bản đồ mới rồi, và ngoài ra bây giờ mình sẽ xách theo thật là nhiều những cái đường ray nha. Ở đây mình cũng được kha khá đường ray nè, để mình có thể bắt đầu làm cái đường ray cho mình thôi. Và vật liệu để làm đường ray thì chắc mình sẽ sử dụng những cái cục đá mịn đây nè các bạn. Mình thấy cái khối đá mịn này xây dựng cũng rất là ok luôn, và mình có rất là nhiều đá. Một xíu nữa mình sẽ đem mấy cái đá này đi nấu nha. Và bây giờ mình sẽ bay ra ngoài để tiếp tục công việc xây dựng thôi. Đường ray này á thì mình sẽ ban đầu đi á, thì chắc mình sẽ cho nó đi về hướng cái chỗ trồng cây của mình nè. Sau đó nó sẽ có một vòng qua cái sân banh và dài qua cái khu rừng bên kia. Sau đó thì nó sẽ đi qua ngôi làng của mình, trở lại cái tượng nớp này,
vòng lại cái ngôi đền đó. Đó là cái trình tự đi của mình chỉ mới nghĩ như vậy thôi, và việc xây dựng thì không biết nó như thế nào nữa. Và ok, chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng luôn. À mà quên, trước khi xây dựng thì mình sẽ gắn nốt cái map này vào cái chỗ này cái đã. Đây, gắn vào đây, vào đây, vào đây, ở trên này đó. Như vậy thì chúng ta đã có một cái bản đồ rồi, và sau khi mình làm xong đường ray thì không biết nó có hiện được trên cái khu vực này không nữa, nhưng mà hy vọng thì trên khu vực này có thể thấy được cái đường ray mà mình làm trong ngày hôm nay nhá. Ở đây nó có hai cái mũi tên này luôn nè, mình không biết sao để xóa bớt một cái nữa. Tại cái này mình dùng cái bản đồ mà nó có cái la bàn ở chính giữa ấy, thành ra nó có cái mũi tên này các bạn. Nhưng mà thôi kệ đi. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu thì chắc mình sẽ đặt tạm một khối đây nha, để làm cột mốc đi. Rồi sau đó mình sẽ đặt những cái đường ray đó. Nhưng mà ở phía dưới thì chắc mình sẽ phải ốp đó, mình sẽ phải ốp bằng một lớp đá mịn cái đã, tại vì nếu mà có lên dốc á thì mình cũng sử dụng những cái khối đá mịn này luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm một đoạn trước nha. Mình sẽ làm một đoạn ốp bằng những cục đá mịn như vậy đó, và sau đó đặt đường ray lên thì sẽ rất là đẹp luôn á. Ngoài ra ban đêm thì nó sẽ thiếu ánh sáng, và việc thắp tuốt thì chắc mình nghĩ cũng được, nhưng mà mình muốn là sử dụng những cái đèn bí ngô á, để đặt ở phía dưới luôn thì nó sẽ thắp sáng, và cũng như là có thể đặt cái đường ray ở phía trên nữa thì nó sẽ tiện hơn, thay vì là cắm đuốc ở hai bên đường ray nhìn nó hơi kỳ ấy. Rồi và khi mà lên dốc á thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng thêm những cái tường đá nữa để mình có thể chống cái phần đường ray này lên ấy các bạn. Chắc bây giờ mình sẽ vào trong để lấy một ít cái tường đá luôn. Đây mình sẽ bay vào nhà một cái để lấy một ít cái tường đá cái đã. Tường đá để coi mình sử dụng tường đá gì là thích hợp ta. Ở đây mình có gì, tường đá gì? Đá cuội á, tường gạch đá thì sao nhờ, ở đây mình cũng có gạch đá nè. Cũng được á, để mình thử nha, tại vì phiên bản mới này có thể làm được tường gạch đá rồi đó. Rồi mình sẽ bay ra bên ngoài nè. Không biết khúc nào là mình nên lên dốc ta. Chỗ này thì chắc mình sẽ cho nó đi ra bên phải cái chỗ trồng cây của mình nè. Ok, giờ mình sẽ đặt ở bên đây một cái. Tới đây sẽ bắt đầu quẹo cua nhá. Đây, tới khúc này là sẽ quẹo lên trên như thế này. Đó. Tới đâu thì mình sẽ ốp đường ray tới đó, như vậy nó sẽ tiện hơn. Và phía dưới khu vực này hình như là có nhện hay sao á. Mình nghe tiếng con nhện nó kêu ở phía dưới kìa. Một xíu mình sẽ đi xuống để thắp sáng luôn, chứ ban đêm mà kêu hoài thì ai mà chịu cho nổi. Chắc giờ mình sẽ xuống dưới luôn đi. Con nhện đâu đây nè. À, ở đây cái hang hôm bữa. Ui, mình thắp đuốc rồi nè mà nó còn không chịu đi chỗ khác nè. Ở đây thắp đuốc rồi mà cũng xuất hiện đó ta. Để mình cắp đuốc lên thêm một cái nữa. Có vẻ hơi ít đuốc á, thành ra nó vẫn xuất hiện quái các bạn ơi. Rồi, đi lên lại một cái. Tầm ngay vị trí này thì mình sẽ bắt đầu đi thẳng về phía trước là vừa rồi. Đó, mình sẽ đi một vòng hết cái khu vực trồng cây của mình, sau đó đi qua cái sân banh của mình, tại vì sân banh mình cũng khá là rộng á. Nếu được thì mình sẽ làm đường ray đi xuyên cái sân banh luôn cũng ok á, tại vì trong sân banh chủ yếu là mấy anh dân làng à, không có gì là nhiều hết các bạn ơi. Đó. Ok, chắc bây giờ mình sẽ làm nốt cái đường ray này nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái hệ thống đường ray này, và sẽ bắt đầu trang trí thêm để cho cái quá trình đi nó sẽ kiểu như là đẹp hơn ấy các bạn ơi. Mình đã làm được ngang cái chỗ farm bí ngô của mình thì nó đã hết đường ray rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy ra một cái xe mỏ để chúng ta một xíu đi test thử nha. Và ngoài ra trên đường đi của đường ray thì có một vài đoạn nó khá là trống, cho nên bây giờ mình sẽ trang trí vào những cái chỗ trống đó nha. Giờ mình sẽ lấy một ít cái vật liệu ra để mình xây dựng cái đã. Gỗ này, mình cần thêm đá cuội tầm này, và một cái máy cắt đá đó, để mình có thể chế tạo những cái khối liên quan về đá nó dễ dàng hơn nha. Rồi giờ thì đi lắp đầy những cái chỗ trống thôi. Bây giờ mình sẽ trang trí từ từ ấy. Ở cái đoạn gần cái sân banh nè, cái khúc này nè rất là trống luôn, thành ra mình sẽ xây ở đây một cái pho tượng để trang trí thêm nha, để có cái mình nhìn mà khi mình đi ngang đoạn này ấy. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đặt xuống trước những cái cầu thang gạch đá nha. Sẽ đặt khoảng 1 2 3 4 5
6 và 7, khoảng 7 cái cầu thang gạch đá. Kế tiếp mình sẽ nối ngang và vòng ngược lại. Cái này là giống như cái chân của pho tượng vậy thôi, để có thể đặt cái pho tượng ở phía trên vậy đó. Kế tiếp thì mình sẽ đặt một khối ở chính giữa nha. Đặt ở đây, rồi đặt ở đây một khối nữa, sau đó úp ngược lại như vậy. Đó, vậy thì chúng ta đã được cái phần chân của cái chỗ đặt pho tượng rồi. Giờ mình sẽ cho vào đây nè, mình sẽ làm những cái cầu thang bằng cát kết nè, một ít cái slab cát kết, một cái gói cát kết được đục này, đó tầm này cũng khá là ổn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cái phần chân trước. Mình sẽ đặt ở bên đây một cái nè, ở bên đây một cái. Kế tiếp thì mình sẽ gắn vào ở phía dưới ấy là một cái slab bằng gỗ sim gai nhá. Đặt ngang cái cầu thang luôn nhá. Sau đó sẽ đặt hai cái khối gỗ sim gai lên và chế tạo thêm cầu thang bằng gỗ sim gai thôi. Sẽ đặt ở dưới một cái, trên một cái và tương tự bên đây cũng vậy luôn, trên và một cái slab phía trên cùng. Nói như vậy chúng ta đã được cái buồm của cái con sư tử rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần gọi là cái phần miệng của con sư tử nha. Đặt ở đây một cái cầu thang nè, ở phía dưới là một cái slab như vậy. Đó, vậy là chúng ta đã xong phần phía trước của con sư tử rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm tiếp cái phần thân cũng như là phần chân sau của con sư tử nha. Cái chân trước thì chắc mình sẽ nối về phía sau một xíu, và mình sẽ gắn tiếp vào đây là những cái khối cắt kết á. Đây mình sẽ gắn, à mà quên nữa, ở đây phải gắn một cái cầu thang nè, rồi tiếp tục là những cục cắt kết. Nói về phía sau là 4 ô nhá, 1 nè, 2 nè, 3 nè, và ngay ô thứ tư chắc mình sẽ sử dụng cái cầu thang đi, để cho nó có cái độ dốc đi xuống ấy các bạn. Đây mình sẽ sử dụng một cái cầu thang gắn xuống một cái đó, và phần chân thì mình sẽ nối dài ra thêm. Đây mình sẽ chế tạo thêm cái cầu thang cắt kết, ở đây một cái cầu thang nè, rồi nối vô như vậy. Vậy nhìn cũng khá là ok nè. Ổn 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 rồi. Ở đây thì mình sẽ gắn vào một cái slab và slab. Đó, vậy là chúng ta đã xong hai chân trước rồi. Giờ chân sau thì mình sẽ đặt ở đây một cái, ở đây một cái. Chắc mình sẽ chế tạo thêm mấy cái cầu thang á. Vậy là làm cái này chủ yếu là cần cầu thang cắt kết hả? Rồi gắn ở đây một cái cầu thang, gắn ở đây một cái cầu thang và đặt ở trên một cái slab. Đó, như vậy thì chúng ta xong cái phần chân rồi. Và ở phía dưới cái lườn bụng á, thì chúng ta cũng nên gắn vào một ít cái slab bằng cát kết nhá. Hình như hơi thiếu thiếu cái gì đó đúng không ta? Mình thấy hình như nó hơi thiếu thiếu cái gì thì phải. À đúng rồi, thiếu cái đuôi, đúng rồi. Con sư tử này nó thiếu cái đuôi. Rồi ok, giờ mình sẽ làm cái đuôi luôn. Cái đuôi thì mình sẽ sử dụng cát kết tiếp đi. Đó, cái đuôi cũng sẽ là cát kết nhá. Đây mình sẽ làm thêm bốn cái phiến cắt kết nè. Mình sẽ đặt đặt ở đây một cái, cho nó ra sau một cái và xéo qua bên đây. Đó, như vậy thì chúng ta đã được cái phần đuôi nó rồi. Vậy nhưng mà phần đuôi hơi thấp đúng không ta? Cái này mình có gắn vào đây gì không? Vậy thì cũng được, ổn nè. Đó, như vậy thì chúng ta đã xong cái con sư tử rồi. Nhìn cũng khá là ok, nhưng mà ở đây thì hình như là thiếu một cái slab nè. Gắn một cái slab vào. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái con sư tử rồi. Rất là đơn giản luôn. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau test cái đường ray mình làm luôn thôi. Ở đây còn thiếu nè. Đó, bao bọc lại. Và ở phía dưới. Rồi, vậy là xong cái pho tượng sư tử rồi. Vậy nhìn cũng tạm ổn á. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái xe mỏ xuống và chúng ta test thử cái đường ray. Kẻo trời tối là mệt nữa. Rồi, lại đây và đặt xuống thôi. Và mình cũng có gắn một cái nút cũng như là một ít cái đường ray tăng tốc vào á, để cho cái quá trình đi nó nhanh hơn ấy, chứ đường ray bình thường không thì nó đi chậm lắm. Đó, và đây chính là cái chỗ để đợi nè. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn được cái map mà mình sắp đi, và bước qua đây là cái xe mỏ. Giờ mình sẽ ngồi lên xe mỏ một cái, bấm cái nút và chúng ta sẽ bắt đầu lên đường thôi. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn ở hai bên này, nào là cái chỗ vườn cây của mình, ruộng lúa nè, rồi có xe gió. Ở đây thì có một pho tượng sư tử nè. Sau đó thì mình sẽ đi vào sân banh. Ở trong sân banh thì có những anh dân làng đang chơi ở trong đây nè. Mấy anh cứ ở đầu sân với cuối sân không à, ít anh nào mà chịu vô giữa sân chơi lắm. Đó. Và gần đây là cái khu vực farm dân làng của mình, mấy anh dân làng đang tấp nập ở đằng kia.
Đấy, và bây giờ sẽ tới khúc xong. Ban đầu á thì mình dự định sẽ làm một đường ray đi thẳng xuống dưới cái hầm mai của mình luôn, nhưng mà thôi, đi xuống rồi phải đi lên nữa thì phiền. Ở đây có cái cổng địa ngục nè, còn đây là cái logo YouTube, kế bên đây là cái nhà hiện đại mà mình xây hôm bữa, gần đây là cái hồ bơi nè, rồi farm mía, chỗ bán kem, cái này là farm bí ngô, dưa hấu và farm tre. Nhưng mà tới đây mình hết đường ray mất tiêu rồi, thành ra mình cũng dừng tới khúc này thôi các bạn ơi. Đó, sắp tới khi nào mình có thêm sắt á thì mình sẽ chạy tạo thêm thật là nhiều đường ray, rồi chúng ta sẽ có một cái chuyến đi giáp hết cái map của mình hiện tại luôn á. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ ngủ nha. Hiện tại thì mình đã di chuyển qua cái stronghold rồi, bây giờ mình sẽ đi qua The End nha, để chúng ta có thể làm một cái thành tựu trong ngày hôm nay. Và cái thành tựu này có thể thực hiện khi mà chúng ta tìm thấy cái NCT trước, là bay lên 50 khối từ nơi tấn công của một con Shulker. Đó, mình sẽ làm được cái thành tựu này là xong hết tất cả cái thành tựu ở dưới The End rồi. Hiện tại thì mình chỉ mới hoàn thành hết thành tựu ở trên Overworld thôi. Đó, còn nông nghiệp cũng chưa xong này, Nether cũng chưa xong, cũng như là phiêu lưu thì mình còn vài cái nữa là xong rồi. Đó, bây giờ mình sẽ hoàn thành nốt mấy cái thành tựu này luôn nha. Nhưng mà bây giờ thì mình cần phải lấy cái ngọc Ender trước. Nãy mình quên nữa, quên lấy ngọc Ender ở nhà. Rồi, ở đây đánh một anh Enderman coi. Anh đã mất tiêu rồi. Một mình đánh anh cái anh đi đâu mất tiêu luôn. Anh bay lên đây nè. Rồi giờ mình sẽ qua đây và tìm một anh Enderman cái đã. Cũng rất là lâu rồi mình chưa có trở lại mấy cái NCT ấy, mà không biết bây giờ mình còn nhớ vị trí của nó không nữa. Để bây giờ mình cùng các bạn đi tìm nó luôn nha. Chắc cũng không có mất nhiều thời gian đâu, tại vì mấy cái NCT nó cũng gần, thường thường là gần mấy cái chỗ này nè, mấy chỗ xuất hiện của cái cổng ấy. Rồi mình đã đi qua tới đây rồi. Giờ thì mình sẽ ui suýt nữa thì toi rồi, mình quên gắn cánh vào mà đồ bay. Rồi giờ mình sẽ bay nha, xuống đây có cánh thì nó sẽ tiện hơn đấy các bạn. Đó, mình sẽ bay về hướng bên đây nè. Đó, hôm bữa mình đi mình có cắm đuốc nè, hy vọng giờ mình sẽ quay lại chỗ đó sớm và làm nốt cái thành tựu ấy. Bay thêm một cái nữa. Tới chưa ta, hình như gần tới rồi đó, hình như trước mặt hay sao nè. Đúng không nhờ. Cái gì á. À đây, tới rồi. Đó. Rồi để coi. À đến trên đây còn xuống. Ui mấy con này làm gì nó bắn ghê vậy. Nè, quýnh tao đi. Hay. Ô, hôm nay cho mày quýnh nè. Đó, rồi. Một hit, hai hit nè. Ui ăn vô cái. Hai hit rồi. Quýnh tao nữa đi. Ui mấy con này nó không chịu quánh mình các bạn ơi. Hôm nay cho nó quánh mà nó không chịu quánh mình, nó phải khổ quá chứ. mình có cách rồi. Một hit nè. Mình sẽ bay từ hai hit nè. Thời gian bay có mấy giây thôi. Bắn trúng đi. Ôi nó bắn cũng hụt mình nữa. À trúng nữa nè. Nhưng mà phải ăn vô nhá, để không thôi nó dồn ra một hồi là mình ngõm luôn ấy. Trúng nữa. Trúng đi. Trúng đi, ui đừng có mít nha. Rồi mấy con này nó bắn không có liên tục ấy, thành ra bay không tới 50 block các bạn ơi. Bây giờ mình làm sao để cho nó kiểu như tấn công mình liên tục ta. Không biết mình có mang, đây mình có mang thuốc hồi máu tức thì nè. Đó, mang thuốc hồi máu tức thì để có gì một hồi mình. Ở một cái này ném mà sao mình. Ui không có thuốc uống rồi. Bây giờ thì lại cần thuốc hồi máu uống nữa. Khó nha, tính ra cái thành tựu này thấy vậy thôi, nhưng mà không dễ để làm đâu các bạn ơi. Rất là khó luôn ấy. Mình phải tìm cái con nào thấp thấp một xíu. Mình sẽ cho con thấp bắn trước, rồi mình sẽ bị nó bắn bay lên cái mấy con cao từ từ á, thì như vậy nó sẽ dễ hơn á. Rồi, mình sẽ qua bên đây một cái. Con nào thấp ta? Đây con này là mình thấy thấp rồi nè. Con kia thì bay mình sợ bay qua đây không nổi. Ui mấy con này nó bắn kém quá à, nó bắn hụt mình không mà. Mình hứng luôn đi. Hứng nè. Ăn vô. Lúc nào cũng phải ăn nha. Vào trên tay trái của mình á, có cầm một cái vật tổ trường sinh. Có cái đó thì mình sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Để không thôi mình mà ha, bị nó dồn nhiều đam quá, ngỡm con nào không hay á. Rồi trúng đi. Ở đây còn con nào không. Trúng bắn trúng đi. Còn 4 giây. Trúng. Hay quá. Rồi cố lên. Trúng đi.
Ui bay lên đột đụng một đoạn. Ừ đúng rồi. Rồi bay qua đây, bay qua đây, lẹ 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 để cho con này nó bắn mình nữa. 4 giây thôi, 4 giây thôi, bắn 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 đi, bắn đi, bắn tao đi. Ui khó ghê luôn á. Thử thử thử, đổi bên, đổi bên thử. Đây. Ủa cái này là bay lên hả ta? Cái này là bay lên 50 khối, vậy là mình từ đây nè mình phải phải tầng này tầng thứ 120 rồi, phải lên một tầng 170 lận. Làm sao được ta? À hay là phải để cho con thấp nhất ở dưới này bắn nha. Cũng có thể lắm mấy các bạn. Để mình xuống đây mình tìm coi còn con nào không. Ui hôm bữa mình đi mình giết hết trơn rồi. Dưới này không còn một con nào luôn á. Dưới đây sạch bon không còn con nào hết trơn luôn. Nè, không còn con nào luôn á. Thường thường ở tầng thấp nhất á sẽ có hai con nó canh giữ nhưng mà giờ hết rồi. Rồi nhìn đi vào bên trong một cái nè. À, coi dưới này còn con nào không. Dưới này cũng không luôn. Ồ, lúc trước mình khám phá này mình chưa nghĩ tới là mình sẽ làm cái thành tựu này ấy. Bây giờ nhìn lại thì mình giết hết trơn mấy con dưới rồi. Úi da, ui bà cô thiệt tình luôn á, mình không thích ba cô chút nào luôn á. Đi chỗ này té lên té xuống hoài luôn. Rồi đi lên lại nè. Đập cái này ra, đập cái này ra. Rồi ở đây. Ồ cái này nó nhiều cực mà bây giờ không còn con nào để mình. Khó quá. Ôi, bây giờ mình là tìm cách mình bay lên cái đó. Bay lên. Bay lên, cố lên. Đó. Bay lên thêm một cái nữa. Ui. Hồi máu một cái đi. Rồi, ăn vô. Còn con nào không ta? Mình nghe tiếng nó đâu ở chính giữa này nè. Để mình thử đi 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 lên chính giữa coi. Cái này không có đường đi lên hả ta? Hôm bữa khó quá cái mình bắt bắt block mình đi lên luôn chứ mình không ấy. Đây đặt một cái này vô nè. Ở đây có một con hả, để mình tính trước, cái này phải tính trước thì mới có thể làm được cái thành tựu này. Ở đây một con nè, trên kia một một con, hai con, ba con. À được 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 được, có cách rồi, có cách rồi. Bay qua bên đây một cái đi, rồi cho con này nó bắn mình. Bắn đi bắn đi bắn đi. Ôi khó để hứng cái này quá. Rồi đứng lại gần nó luôn nè, nó cho nó bắn mình một cái. Rồi bắn chúng đi, bắn chúng đi. Thiệt tình bắn cũng hụt nữa mấy anh hai này. con kia đâu mà bắn qua vậy. Để mình lấy cái này xuống. Rồi xuống đây nè, kế bên nó nè, để cho nó bắn dễ hơn các bạn ơi. Giờ đưa đưa người ra cho nó bắn luôn. Rồi à, bắn đi lẹ. Rồi ui bắn cũng bắn hụt nữa. Rồi bắn chúng rồi. Đó, một con rồi đúng không? Giờ mình sẽ bay từ từ lên cho nó bắn thêm mình thêm một hit nữa. Mình sẽ bay lên cái con thứ hai ở trên kia. Đó, vậy là được, vậy là được. Hit này trúng nữa là ok nè. Đó, ba hit rồi. Ok, trúng trúng trúng, bốn hit nè. Đó. Rồi con này, ơi con này đừng bắn hụt nha, đừng bắn hụt nha. Rồi, ok. Cũng khá ổn rồi đó. Trúng nữa đi, trúng nữa đi. Ui, sao lại hụt? Đừng có hụt, đừng có hụt. Ừ, hay quá. Không biết á, bùi giáp mình không có hỏng đâu, tại vì mình có sửa chữa ấy, thành ra một xíu mình có thể sửa lại các bạn ơi. Rồi bay lên tiếp đi, bay lên tiếp đi. Ồ, đừng có hụt nha. Gần được rồi, 100 năm, gần 50 rồi các bạn ơi, mới ba mấy block thôi. Ồ, cố lên, cố lên. Vài hit nữa thôi, vài hit nữa thôi. Vài hit nữa thôi. 164 rồi, vậy, cố lên. Đó. Mình xong rồi. Giờ mình có thể bay qua đây để tiêu diệt thêm mấy con này á, để lấy thêm cái vỏ su cơ á. Rồi mình sẽ đáp lên cái thuyền này để tiêu diệt thêm một vài con su cơ nhá. Nhà mình cũng gần hết mấy cái vỏ su cơ rồi, phải lấy thêm về để làm rương còn chứa đồ nữa. Đây, và mấy con này khi mà có nhặt á thì nó sẽ dễ rơi ra mấy cái vỏ hơn á. Úi dắt. Mở mở ra nè, lúc nó mở ra mình đánh nó mấy mấy mâu ngõm được các bạn ơi. Nó đóng lại kiểu như là nó có cái lớp vỏ bảo vệ á, đánh rất là lâu ngõm luôn. Giờ mình sẽ đào cái này ra nè. Úi dắt. Quýnh, quýnh, quýnh nè. Nãy giờ cần không quýnh, giờ không cần thì lại quýnh. Dám quýnh mình. Rồi ok, tầm này là ổn rồi. Chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà nhé. Rốt cuộc cũng xong được cái thành tựu, xong hết tất cả các thành tựu ở dưới DN rồi đó. Rồi giờ hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nhé. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm được một đoạn của chuyến đường ray xung quanh cái khu vực mình đang sống, cũng như là hoàn thành hết tất cả các thành tựu ở dưới DN rồi. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng hoàn thành hết.
các thành tựu còn lại ở trong đây luôn nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.